Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Các bạn có thấy Happy đang ở một nơi độc lạ Bình Dương không? Thì ngày hôm nay Happy với chị Vanda sẽ trốn thoát khỏi người ngoài hành tinh nha. Tại vì Happy với lại chị Vanda đã bị người ngoài hành tinh bắt giữ trong lòng giam đó chị Vanda. Chị Vanda không hề bị người ngoài hành tinh bắt Happy ơi. Chị Vanda tự nguyện vô đây để xem người ngoài hành tinh Happy. Ồ vậy hả? Ừ đúng rồi. Nè bây giờ á để Happy chỉ cho chị Vanda người ngoài hành tinh ở đâu nha. Ở đâu? Chị Vanda chưa thấy giờ chưa biết. Đi nhẹ nhẹ thôi, hồi nó phát hiện ra một cái á là mình ngõm luôn á. Ồ kìa, chị Vanda thấy không? Đâu? Người ngoài hành tinh tóc vàng. Oh my god, sao người ngoài hành tinh cái đầu nó bự bằng cái bụng luôn vậy, nhìn ghê quá. Đang ngủ đó chị Panda ơi, nên bây giờ chúng ta phải tranh thủ lấy cái chài đâm tiêu. Wow, lấy cái chài đâm tiêu. Chài. Ê, nó nghe này sao nó rảnh vậy, nó bắt xong mình nó bắt mình xong rồi nó ngồi nó ngủ vậy đó hả? Đúng rồi, đó cho nó nổ tung. Rồi tung nổ toàn. Nổ cái đó biết tại sao lại nổ không? Để cái cánh cửa này có thể mở ra. Hèn gì nãy giờ chị Panda tông vô đây mà không được. Mà chị Panda ơi, Happy nói nè, cái này á là mình chơi mình phải hợp tác với nhau đó chị Panda. Ồ, mình phải hợp tác hả? Đúng rồi, mình chơi mình phải hợp tác nè mấy bạn. Hợp tác bằng cách nào đây? Bằng cách bây giờ chị Panda lên cái miếng nhung nhung này đi. Lên miếng nhung nhung. Ồ, tất kệ. Rồi, bây giờ Happy nhấn này nha. Ồ. Thấy không? Rồi. Vậy là Happy phải bước lên đó rồi chị Panda mới lên được hả? Rồi, giờ chị Panda lên đó, chị Panda nhấn cho Happy nè. Ồ, tất kệ. Wow, thì ra cái nút này mình có thể nhấn để cái lò xo nó chạy lên. Rồi, bây giờ Happy với chị Panda cùng đi thôi. Vậy là hai đứa mình cùng tiến. Vậy là nếu như mà cái này mà trốn một mình đó là nó hơi bị khó đó Happy. Thì thấy không, ai cũng có đầu có cặp hết đó là kiểu đi chung nhóm đó chị Panda. Thì ra vậy. Rồi, vậy Happy nhảy lên đi, chị Panda sẽ nhấn cho chị Happy qua. Ok. Happy nhớ là chơi đừng có hãm hại chị Panda nha Happy. Ok, chị Panda Happy đâu có bao giờ mà hãm hại chị Panda đâu. Đúng rồi, nếu vậy thì tốt. Đó. Rồi, cho chị Panda qua đi Happy. Vậy chị Panda hai bạn này mặc đồ cặp với nhau nè. Quá, hay gì đi chung. Đó, Happy với chị Panda có mặc đồ cặp với nhau rồi đúng không? Đúng rồi, quá cặp luôn Happy. Thôi bây giờ chúng ta đừng nói nhiều nữa. Ha, trong mới nghe, chị Panda tính có vàng mà nó qua mà không được. Rồi, xong bây giờ là hai bạn đó đi qua để Happy. Rồi Happy đi trước đi, chị Panda đứng lên cho Happy qua nè. Bạn nó không chịu. 1, 2, 3, let's go. Trời ơi, không chịu thì thôi. Rồi, lên đi Happy. Rồi nè. Nhớ là chơi đàng hoàng nha, không được chơi mà. Á! Tại ơi, Happy dừng lại cho chị Panda lên đó. Oh sorry, vậy là chị Panda đi không đúng hả Happy? Đúng rồi. Happy dừng đúng cái chỗ chị Panda đứng Happy. Đó. Wow. Thấy Happy thông minh rồi. Quá thông minh. Rồi chị Panda khoan hãy nhảy nha. Nhờ ở chung với người ngoài hành tinh cho nên Happy được thông minh. Hai. Happy bị người ngoài hành tinh xâm nhập vô. Trời ơi. Ê, cái người ngoài hành tinh có thông minh không nếu như Happy đó? Không. Không hả? Sao kỳ vậy? Happy không biết nữa. Chị Panda thấy cái đầu của người ngoài hành tinh nó chờ giờ thì chị Panda nghĩ là nó sẽ khôn chứ. Ờ, ơi nó chị ơi. Trời ơi, cái con này nó cắm đầu vô cái bùn cầu. Ui, John, ôi John. Trời ơi, Happy ơi, John đại đi. Oh my god, run. À bây giờ mình phải ghen theo cái mũi tên này nó chỉ mình nè. Người ngoài hành tinh. Ê, chị Minh ơi, ở đây có một cái hố nè, là mình phải nhảy xuống cái hố này. Nhảy xuống luôn hả? Nhảy xuống thôi. Oh my god, bây giờ chúng ta đang ở một cái cống dung nham đó chị Minh Na. Trời ơi, cái cống dung nham này mình phải bơi qua đây hả Happy? Toàn là lava không? Trời ơi, nó nóng chịu gì mà nổi. Đi nè, chị Minh Na nhảy Happy nè. À, cái bạn đó nhắn cho mình qua. Đúng rồi, nên một tí nữa mình phải phụ giúp bạn đó. Ồ, vậy là mình phải có qua có lại đúng không? Đúng rồi. Ê! Oh my god. Bà Đa này thiệt chứ. Wow mấy bạn ơi, chị Panda nhảy hay quá trời luôn. Đúng qua rồi, luôn. Hay quá tấm lava luôn mà hay. Lên nè. Rớt. Mấy bạn thấy Happy Happy tốt không? Happy giúp mấy bạn này đi qua luôn nè. Trời ơi, Happy bị tốt đột xuất, người ta đã đi chung với có bạn có đôi bên đó rồi, chị Panda đang đứng chờ nữa. Chị Panda lại nhấn cái nút cam đi chị Panda. Ồ, chị Panda sẽ nhấn cái nút cam cho mấy bạn đó có cầu thang leo lên đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, không ngờ hôm nay chị La Panda làm người tốt thất thường. Đúng rồi, tại vì không lẽ mình bị bắt vô đây cái mình bị tẩy não chị Panda. Ờ vậy hả? Đúng rồi. Có khi nào một hồi mình ở đây qua mình bị cái đầu mình ít tóc như mấy người ngoài hành tinh đó không Happy? Kìa, hai bạn nó đi chung nên cho hai bạn nó đi. Và cái đầu chờ giờ ra. Đi thôi nè chị Panda kìa. Đi thôi. Các bạn nó nhấn cho mình kìa chị Panda. Trời ơi, bạn nó thiệt là tốt quá, màu xanh đi bạn ơi. Bạn ơi, tỉnh. Thôi chị Panda qua nhấn cho Happy đi để Happy đi cho chị Panda. Trời ơi, cái bạn đó nó không tỉnh. Kìa, bạn nó nhảy xuống luôn. Ơi. Để chị Panda bước lên màu xanh nha. Bạn nó màu bị... xanh hy vọng. Đi Happy. Chết cha. Rồi, vậy bây giờ chưa? Rồi màu đỏ mà nó đứng rồi.
Oh my god, nguy hiểm quá, thôi để qua đứng màu đỏ cho Happy đi, bạn nó không biết. Rồi ok. Không biết chơi á. Let's go. Rồi chuyển màu xanh cho Happy. Bạn chào cái bạn cao đó đi qua đi chứ để em thôi nữa hả. Chân dài tới nách luôn trời ơi. Trời ơi chân dài mà. Rồi chị bạn đi đi chị bạn. Não còn hơi bị ngắn. Rồi màu đỏ đi. Đây. Màu xanh Happy. Ok màu xanh. Hợp tác vui vẻ. Trời ơi cái này mà té nữa chắc không biết làm sao luôn. Màu đỏ Happy ơi. Wow màu đỏ chứng tỏ. Cho cái màu xanh hy vọng mi. Let's go. Xanh lé. Nhảy xuống. Đi ơi chị Bánh Đa ơi. Ê các bạn nó lùi. Thôi kệ. Ủa trong này cái gì đây? Bên đây là lửa, bên đây là băng. À tức là bây giờ Happy là lửa, Happy phải nhảy xuống lửa đó chị Bánh Đa. Chị Bánh Đa phải chọn băng, chị Bánh Đa nhảy lên đầu Happy. Ô vậy hả? Đúng vậy. Oh my god, chị Bánh Đa phải nhảy lên đó. Rồi Happy đứng sau Happy ơi. Đây Happy đứng này nè, Happy đứng gần nè. Trời ơi băng á, mình nhảy xuống cái chỗ lửa trong nham là nó quéo đó mấy bạn ơi. Cho nên mình chị Bánh Đa phải nhảy lên đầu của Happy. Chị Bánh Đa đứng ngay chỗ này được chưa Happy? Happy nhảy đầu chị Bánh Đa. Để chị Bánh Đa đứng sắp tới một xíu cho Happy nhảy. Đúng rồi chị Bánh Đa đứng sắp tới đi. Trời ơi hãy nhảy lên đầu tôi đi. Rồi chị Bánh Đa tới khúc đó nhảy lên đi chị Bánh Đa. Đúng rồi. Trời ơi bên đây còn dung nham nữa nè Happy ơi. Chị Bánh Đa nhảy đầu Happy này cho an toàn chị Bánh Đa. Thấy an toàn là chính. Là an toàn oh dẫn chưa. Trời ơi băng xuống dung nham là nó rã ra Happy. Nên phải lên đầu nè. Oh my god Happy đứng gần các bạn. Nè chị Bánh Đa Happy đứng ở trong hép này chị Bánh Đa. Đi vô hép này chị Bánh Đa nhảy trong hép á. Ok. Chị Bánh Đa bắt tới ơi. Hey. Ủa sao kỳ. Nè Happy đứng ở đây là gần 2m nè cho nó dễ hiểu không? Phải kia người ta bưng cái thao băng để qua bên cái chỗ kia ha, mình sẽ chọn dung nham và bước bên kia là thao băng. Hai. Trời ơi Happy ơi. Chị Bánh Đa đã thành công công. Nhảy đi Happy. Hơi. Lên thôi. Chị Bánh Đa xuống phụ giúp bạn đó đi kìa. Trời ơi vậy đó hả? Mình được rồi chị Bánh Đa sẽ cứu bạn đó. Mình giúp đỡ lẫn nhau. Ủa. Thôi vậy thì bạn đó chọn lửa đi chứ. Rồi sao bạn nó đơ chọn đi bạn? Trời ơi thôi thôi kệ đi bạn. Thôi thôi chị Bánh Đa ơi, hình như là bạn đó không muốn đi chung với mình hay sao đó chị Bánh Đa ơi. Thôi vậy thì được rồi vậy thì mình sẽ vĩnh biệt bạn mình đúng sẽ rồi. Đi tạm biệt bạn. Check bone lên đi chị Bánh Đa qua đi nè. Rồi tại ở đây bà già vậy. Rồi nhấn nút chào đi đi. Ồ vậy hả? Đúng rồi đó vậy mà chị Bánh Đa tưởng đâu cái nút đó là để check bone nữa chứ. Nhảy xuống nè. Tại sao phải lại nhảy xuống ngoài vậy ta? Không biết luôn á chị Bánh Đa. Wow, phòng này phòng thí nghiệm cái gì nè Happy? Hình như là cái con nó bắt mình để thí nghiệm đó chị Bánh Đa. Oh my god, chị Bánh Đa sợ vô đây thí nghiệm lắm. Oh no, kế nó kìa chị Bánh Đa đứng nó bảy tay kìa. Oh no 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 no. À chị Bánh Đa bây giờ mình phải chạy tới cửa đó ra mình phải đi đường vòng nè. Đường vòng chết chưa. Trời ơi, nó không muốn thí nghiệm đâu, không muốn cái đầu tóc của mày đổ á cái con kia. Đi đi heo Happy nè, thấy không chị Bánh Đa? Trời ơi, thấy Happy vô, rồi nè. Chui vô. Đóng cửa lại đi, trời ơi. Người sống luôn. Nó đã biến mất rồi. Ủa còn đáng sợ luôn á. Oh my god, hai con kia nó khoe neo kìa chị Bánh Đa. Ôi giời ơi, sao mình không chạy đi, đừng có vô đó. Không chị Bánh Đa ơi, cái này là... Rồi chị Bánh Đa ơi, cái này là không phải á. Không phải là cái này là nó bắt mình đâu. Bây giờ á là bây giờ mình phải chiến đấu với nó. Ồ, mình phải chiến đấu với nó hả? Đúng rồi, chiến đấu tới cuối cùng luôn. Trời ơi, hai con mắt nó xanh lè mà cái miệng nó thì nhỏ xíu rồi, ghê quá. Giống chị Bánh Đa á chị Bánh Đa. Giống con khỉ mất. Cái đầu chị nhỏ xíu, cái đầu chị bự vậy hả? Đúng rồi đó. Thôi thôi, thôi chị Bánh Đa ơi, bây giờ mình đừng nhiều lời nữa. Mình phải đi chiến đấu với nó thôi. Trời ơi, chiến đấu bằng cách nào? Trời oh my god. Kìa. Sút nó đi, sút nó. Oh my god, nó chịu hồi gai ra, đại bàng tung cánh 1000m. Trời ơi, bây giờ chị Bánh Đa sẽ không cho nó còn cái cánh. Sợ quá chị Bánh Đa, nó lấy chân nó bò nè. Trời ơi, bò, đừng bò vô đây. Bò vô đâu, đừng bò vô à, đây. Bây giờ nhiệm vụ của mình là tấn công vào cái chân của nó đó chị Bánh Đa. Nó mất chân là nó sẽ ngõm đó. Nó mất chân là nó ngõm đúng không? Đúng rồi. Ok. Ôi mình phải nhảy lên những cái sóc âm của nó này chị Bánh Đa, nó phát ra những cái này cho mình không có cho mình bị nhức đầu đó Happy. Đúng rồi, mình sẽ bị mất máu đó. Cho mình là điên đầu điên óc với nó luôn. Đúng rồi, Happy sắp ngõm rồi chị Bánh Đa. Ôi chị Bánh Đa hả, đang bị trọng thương bên này nè. Sao bị trọng thương vậy? Trời ơi, nó tấn công chị Bánh Đa vô một cái hép rất là nhỏ thì chị Bánh Đa không biết sao luôn. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Quá sao mau. Trời ơi, còn một chân nó thôi là Happy win rồi. Happy sắp đánh bại được nó rồi chị Bánh Đa ơi. Trời ơi, nó bé quá. Chị Bánh Đa khó bắn quá Happy ơi. Oh my god, nó ngỡ mà chị Bánh Đa nó chui xuống lòng đất rồi nè. Trời ơi, nó hèn hạ dữ vậy.
Ôi, Happy được kết bạn với người ngoài hành tinh luôn. Trời, Happy không sợ nó nữa hả? Bạn ơi, Happy đã thắng những người ngoài hành tinh rồi. Và bây giờ Happy đã được kết bạn với người ngoài hành tinh luôn nè, chị Banana ơi. Trời ơi, cái người ngoài hành tinh trên vũ trụ nó không có tóc, Happy. Trời ơi, đúng rồi chứ, chứ hồi nãy Happy thấy mấy cái ông kia, ổng có tóc lại hả chị Banana? Đúng rồi, nó xuống dưới á, nó thấy mình có tóc rồi nó bắt chước Happy. Mà Happy thấy cái đầu của con này giống gì không Happy? Thấy, cái đầu của nó giống y chang cái bong bóng. Nó xì đầu bóng. Não to đó chị Banana. Đúng rồi, trời ơi, cổ quá dài. Như cái móng tay của nó. Happy định dưỡng, Happy móc móng Happy dài giống vậy, bạn thấy đẹp không? Happy để móng dài, Happy đính đá vô. Đính đá. Mấy bạn ơi, ngày hôm nay Happy đã lên được sao Hỏa với người ngoài hành tinh rồi nè. Happy rất là vui mừng luôn. Và Happy còn được kết bạn với những người móng dài nữa. Với những người não to. Và nếu như mà các bạn thích Happy chống thoát nữa thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Và bây giờ thì chúc các bạn mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.